ở Quick TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 22 tháng 12. Hôm nay là ngày gì? Ngày 22 tháng 12 là ngày hội quốc phòng toàn dân. Ngày sinh của ai? Vào ngày này năm 1130 là ngày sinh của Tế Công, dân gian cũng gọi là Tế Điên Hòa Thượng hay Tế Công Hoàng Phật. Cũng vào ngày này năm 1890 là ngày sinh của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ông là tác giả bài Dạ Cổ Hoài Lang, một bài ca độc đáo và nổi tiếng nhất trong nghệ thuật cải lương Việt Nam. Ngày 22 tháng 12 năm 1906 cũng là ngày sinh của Nguyễn Văn Hưởng. Ông là thầy thuốc và chính trị gia người Việt Nam. Nam ca sĩ, diễn viên người Hồng Kông, Đài Loan, Châu Hoa Kiện, anh sinh ngày 22 tháng 12 năm 1960. Nữ ca sĩ người Pháp Vanessa Paradis, cô sinh ngày 22 tháng 12 năm 1972. Cô được khán giả biết đến nhờ bài hát Jule Tasi. Cũng vào ngày này năm 1983 là ngày sinh của Jennifer Hawkins. Cô là người mẫu nước Úc và là Hoa hậu Hoàng vũ năm 2004. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Meghan Trainor, cô sinh ngày 22 tháng 12 năm 1993. Cô nổi tiếng với bài hát What About The Past. Ngày mất của ai? Vào ngày này năm 1984 là ngày mất của Nguyễn Hiến Lê. Ông là nhà văn, nhà ngôn ngữ học của Việt Nam. Cũng vào ngày này năm 2020 là ngày mất của nhạc sĩ Lam Phương. Ông là nhạc sĩ tiêu biểu của Tân Nhạc Nam Bộ với 217 tác phẩm từ năm 1952 cho đến nay. Bút danh Lam Phương do ông lấy hai chữ trong tên thật của mình là Lâm và Phùng với ý nghĩa hướng về phương trời màu xanh hy vọng. Các ca khúc tiêu biểu của ông như Chuyến đò vị tuyến, Thành phố buồn, Biển tình, Khúc ca ngày mùa, Bài tango cho em và Giọt lệ sầu. Sự kiện: vào ngày này năm 1788, Nguyễn Huệ tự xưng là Hoàng đế Quang Trung và tự mình bãi bỏ nhà Lê. Cũng vào ngày này năm 1885, Ito Hirobumi, từ một samurai đã trở thành thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.